trân trọng gửi đến quý vị và các bạn, chân dung người thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Kỳ. Đồng chí Vũ Kỳ sinh năm 1921, mất năm 2005. Ông có tên khai sinh là Vũ Long Chuẩn, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1921 ở Hương Canh, Vĩnh Phúc, nguyên quán ở xã Mễ Sơn, nay là xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi còn là học sinh trường bưởi, Vũ Kỳ đã sớm giác ngộ và bắt đầu cuộc đời cách mạng của mình trong tổ chức Đoàn Thanh niên Phản đế Hà Nội từ tháng 3 năm 1940. Ngày 25 tháng 10 năm 1940, người thanh niên ấy được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 19 tuổi. Tháng 8 năm 1941, anh Vũ Kỳ thoát ly gia đình cùng một số đồng chí khác tìm đường đến Quảng Tây Trung Quốc, dự lớp huấn luyện cán bộ quân chính do Đảng ta tổ chức nhằm đào tạo cán bộ quân sự chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 sau này. Tháng 4 năm 1943, khi đi vận động tuyên truyền, anh bị mật thám bắt lần thứ nhất. Sau hơn 2 tháng bị giam tại sở mật thám Hà Nội, kẻ địch không đủ chứng cớ để buộc tội, phải trả lại tự do cho anh. Ngay sau đó, tháng 7, Vũ Kỳ được điều động lên tông Sơn Tây làm công tác vận động binh lính Âu. Tháng 9 năm 1943, anh bị bắt lần thứ hai, bị kết án 15 năm tù khổ sai và giam tại Hòa Lò, Hà Nội. Người chiến sĩ Vũ Kỳ tiếp tục hoạt động tích cực trong chi bộ nhà tù, tổ chức đấu tranh, bảo vệ cán bộ và liên lạc với cơ sở bên ngoài, xây dựng kế hoạch vượt ngục. Đến tháng 3 năm 1945, đồng chí đã được chi bộ bố trí vượt ngục để tiếp tục hoạt động cùng với đồng chí Trần Đăng Ninh và một số đồng chí khác. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thắng lợi. Ngày 27 tháng 8, Vũ Kỳ có vinh dự lớn được tổ chức chọn vào giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa ở chiến khu về Hà Nội khi đó đồng chí vừa tròn 24 tuổi. Vũ Kỳ trở thành người thư ký trung thành, cần mẫn và gắn bó ở bên Bắc Hồ cho đến tận khi người từ biệt toàn đảng, toàn dân, đi sang thế giới người hiền. Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, quá trình công tác của đồng chí Vũ Kỳ sau khi bác mất. Sau khi chuyên gia Liên Xô định hình thi hài bác, một vấn đề nảy sinh là chọn mặc cho bác bộ quần áo gì chuyên gia đề nghị mặc cho bác bộ dạ đen bắc đã từng mặc trong chuyến thăm Liên Xô năm 1955, giống với Lenin. Không phải tính toán lại thông số kỹ thuật. Các đồng chí lãnh đạo đảng ta không đồng ý, vì bộ quần áo đó nhân dân ta ít thấy. Có ý kiến mặc cho bác bộ quần áo lụa nâu, rất gần gũi với nhân dân. Ý kiến này cũng không được thông qua. Ông Vũ Kỳ đề nghị mặc cho bác bộ đồ kaki bởi bác dùng rất thông dụng. Mọi người đồng tình. Ông cho mang cả ba bộ kaki bác đang có đến. Đồng chí chuyên gia dơ lên ngắm nghĩa hồi lâu rồi lắc đầu. Bác còn bộ nào không? Cả ba bộ này đều sần rách. Ông Vũ Kỳ kể, khi bác còn sống, chúng tôi đã đề nghị bác cho may bộ mới. Bác không chịu mà bảo, nước ta còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn. Bác mặc thế này là được rồi. Đồng chí chuyên gia, người đã từng tham gia bảo quản thi hài Lenin nấc lên, bác hồ giống hệt Lenin của chúng tôi. Sĩ nghiệp may 10 đã vinh dự được may bộ đồ kaki cho thi hài đúng theo mẫu của văn phòng phủ chủ tịch. Ông Vũ Kỳ là pho sử sống về Bắc Hồ, vì gần như cả cuộc đời ông sống bên Bắc Kính yêu. Trong quá trình nghiên cứu, để dựng lại chặng đường trường kỳ kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 1945 đến năm 1954, cuốn nhật ký của ông đã phát huy tác dụng lớn. Ông đã ghi chép tỉ mỉ mọi hoạt động hàng ngày của bác, mấy giờ, ở đâu, làm gì, tiếp ai và có thể có cả nội dung làm việc, nếu bác mời ông tham dự. Sau ngày bác qua đời, ông đã từ chối lời gợi ý nhận một nhiệm vụ cao hơn, để xin ở lại làm bảo tàng về bác. Việc làm đầu tiên của ông và các cộng sự là lập bản đồ mùng 2 tháng 9, vẽ định vị chi tiết mọi hiện vật của bác ở nguyên vị trí như thời điểm bác mất. Việc này thuật ngữ bảo tàng gọi là kiểm kê địa hình, giúp cho các thế hệ sau nghiên cứu chính xác về chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông từng nói với chúng tôi nơi tôi học hỏi rất nhiều là tập thể bảo tàng trung ương Lenin Liên Xô. Về cá nhân thì có giáo sư Lâm Bình Tường ở vụ bảo tồn, bảo tàng bộ văn hóa, nay là cục di sản văn hóa, bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1982, ông có chuyến công tác xuyên Việt, vừa kiểm tra hoạt động của các nhà trưng bày và di tích Hồ Chí Minh, vừa tuyên truyền về Bắc Hồ. Tôi may mắn được theo. Ông đã kể hàng trăm câu chuyện về Bắc, có chuyện hàng nghìn người nghe cũng có câu chuyện chỉ vài người quanh mâm cơm. Ông kể hấp dẫn, lôi cuốn, tinh tế, nhẹ nhàng, sâu lắng. Chúng ta luôn nhớ về người thư ký tận tụy của bác Hồ với tất cả sự kính trọng sâu sắc. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.